Kính chào các đồng chí và các bạn. Chương trình Anh Hay Trà Vinh kỳ này gồm có những nội dung như sau. Phần tin: Đoàn thanh niên công an tỉnh Trà Vinh bàn giao nhà đồng đội. Lập biên bản xử lý một đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật. Khởi tố hai thanh niên giật dây chuyền của bà lúc rạng sáng. Phát hiện thu hồi nhiều mã tấu. Bắt tạm giam đối tượng giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Trao khen đột xuất trong khám phá nhanh vụ án giết người. Phóng sự phản ánh tình trạng tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh ta trong 6 tháng đầu năm nay. Tiểu mục truy nã tội phạm, truy nã đối tượng cố ý gây thương tích. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Chiều ngày 6 tháng 7, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp Báo Pháp Lực Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bàn giao nhà đồng đội cho Trung úy Võ Thái Điền, tạm trú ở ấp 3CA, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, hiện đang công tác tại Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh, đang gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà được xây dựng với diện tích 95m², nền gạch, mái tôn, tổng kinh phí 150 triệu đồng. Trong đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vận động Báo Pháp Lực Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Tại buổi lễ bàn giao nhà, Trung úy Võ Thái Điền bày tỏ sự vui mừng và biết ơn đến Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ một phần kinh phí. Đây là nguồn động lực giúp đồng chí Điền ổn định cuộc sống, an tâm công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Được biết, đây là trường hợp thứ ba trong năm 2020 được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vận động đoàn viên thanh niên và Mạnh Thường Quân đóng góp xây dựng nhà đồng đội. Đây cũng là một trong những công trình phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 3 tháng 7, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa phối hợp với Công an thị xã Duyên Hải mời làm việc Nguyễn Thị Thủy, 52 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội. Qua xác minh được biết, vào ngày 12 tháng 5 năm 2020, Nguyễn Thị Thủy sử dụng tài khoản Facebook tên Ba Thủy có chia sẻ hai lượt video từ kênh YouTube của thương hiệu và công luận TV với tựa đề Trà Vinh khi đất là chùm khế ngọt, vì đâu đất của mẹ Việt Nam anh hùng bị chia năm xẻ bảy. Chia sẻ nội dung như sau: đây là sự việc có thật, sự vụ chưa giải quyết mà công an huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh còn dựng hiện trường giả bắt bà Hạnh bỏ tù một năm mới mãn hạn ngày 29 tháng 4 năm 2020. Mong các cấp có thẩm quyền vào cuộc để trả lại công bằng cho gia đình có công với cách mạng. Qua quá trình làm việc, Nguyễn Thị Thủy xác nhận những thông tin trên Facebook bà Thủy là do cá nhân bình luận chia sẻ và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý Nguyễn Thị Thủy về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội. Hiện vụ việc lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ. Ngày 8 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Càng Long cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Trần Văn Quý, 21 tuổi, ở ấp An Định Cầu, xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, và Võ Di Bảo, 18 tuổi, ở khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Vĩnh Long, về hành vi can tội cướp giật tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, 5 giờ sáng ngày 1 tháng 6, Quý điều khiển xe mô tô chở Bảo lưu thông trên tuyến quốc lộ 60 hướng từ xã Bình Phú đi cầu Cổ Chiên. Khi đến đoạn thuộc ấp Nguyệt Lãng A, xã Bình Phú, thì thấy bà Trần Thị Sang ở ấp Phú Hưng 1, xã Bình Phú chạy xe đạp hướng ngược lại, trên cổ có đeo dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định giật tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Quý điều khiển xe áp sát bà Sang, còn Bảo ngồi phía sau giật lấy sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy. Khi tiếp nhận tin báo, công an huyện Càng Long nhanh chóng xác minh các thông tin liên quan để truy bắt đối tượng. Ngày 28 tháng 6, Quý đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ vào lời khai của Quý, Công an huyện Càng Long phối hợp Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Bảo. Ngày 8 tháng 7, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự Xã hội Công an tỉnh cho biết vừa tiếp nhận lập biên bản thu giữ 2 súng bắn đạn cao su, bắn hơi cay, 10 viên đạn RG-88, loại công cụ hỗ trợ và 8 mã tấu các loại. Được biết, ngày 6 tháng 7, tiếp nhận tin báo của người dân, Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh và Công an thành phố Trà Vinh tiến hành kiểm tra một kiện hàng từ ngoài tỉnh gửi về khu vực phường 9 thành phố Trà Vinh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản thu giữ 7 cây dao, 1 cây kiếm,
Riêng hai khẩu súng và đạn do doanh nghiệp tư nhân ở thị trấn Càng Long, huyện Càng Long giao nộp do không còn thuộc dạng được trang bị công cụ hỗ trợ theo quy định. Ngày 9 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Trường, 19 tuổi, ở ấp Trà Gúc, xã Đại Phước, huyện Càng Long vì hành vi can tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo kết quả điều tra, thông qua mạng xã hội, Trường quen với N, 14 tuổi, ngụ huyện Cầu Kè từ tháng 1 năm 2020. Đến ngày 28 tháng 2, Trường điều khiển xe đến nhà N đón về ấp Trà Gúc, xã Đại Phước chơi và ngủ qua đêm. Đêm 29 tháng 2, Trường quan hệ tình dục với N 2 lần. Ngày 15 tháng 3, không thấy con gái về nhà, gia đình liên lạc thì phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã mời Trường làm việc và thừa nhận hành vi phạm tội. Được biết, Trường có một tiền án về tội hiếp dâm trẻ em. Ngày 3 tháng 7, tại Công an huyện Tiểu Cần, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chết hai người xảy ra vào đêm 29 tháng 6 tại ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần. Như thông tin đã đưa, vào khoảng 22 giờ đêm 29 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần nhận được tin báo của người dân tại ấp Nhì, xã Tân Hùng xảy ra án giết người. Hung thủ tên là Nguyễn Văn Thanh, 41 tuổi, ngụ ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, dùng dao đâm chết vợ là chị Thạch Thị Sa Phia, 35 tuổi, và cha vợ là ông Thạch Xuân, 66 tuổi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, sau khi gây án đối tượng dứt hung khí và bỏ trốn. Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng sát hại hai người cùng lúc. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Tiểu Cần và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương điều tra xác minh trên tinh thần khám phá nhanh vụ án. Sau hơn 8 giờ điều tra, hung thủ đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa phương. Với thành tích khám phá nhanh vụ án, ngoài những cá nhân được biểu dương khen thưởng, Ban Giám đốc Công an tỉnh còn thưởng nóng số tiền 13 triệu đồng cho 3 tập thể là Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an huyện Tiểu Cần. Thưa các đồng chí và các bạn, nhờ chủ động triển khai các biện pháp công tác công an, đặc biệt là chú trọng kết hợp giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, 6 tháng qua, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh ta được kéo giảm đáng kể. Riêng tội phạm cố ý gây thương tích được kéo giảm 9 vụ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tình trạng mâu thuẫn dẫn đến đâm chém gây thương tích vẫn còn xảy ra với tính chất manh động, liều lĩnh hơn. Đây là một thực trạng rất đáng quan tâm. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm cố ý gây thương tích là do mâu thuẫn giữa đôi bên không được giải quyết kịp thời, thậm chí chỉ là mâu thuẫn nhất thời hoặc bị ảnh hưởng bởi các loại trò chơi có tính bạo lực dẫn đến hình thành suy nghĩ giải quyết mâu thuẫn bằng dao, mã tấu. Thời gian qua, Công an Trà Vinh tích cực phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về hậu quả, chế tài đối với hành vi đánh người gây thương tích, kịp thời nắm và giải quyết tốt các vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân. Bên cạnh, lực lượng công an còn chủ động rà soát, lập danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội, các băng nhóm có dấu hiệu tàng trữ hung khí để thanh toán lẫn nhau, tiến hành gọi hỏi, giáo dục và cho viết cam kết không vi phạm pháp luật. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời kiểm tra, thu giữ nhiều hung khí, vũ khí nguy hiểm được các đối tượng trên địa bàn mua về thông qua các trang mạng xã hội. Nổi bật là việc thực hiện có hiệu quả cao điểm tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã góp phần tích cực ngăn ngừa tội phạm cố ý gây thương tích xảy ra. Cụ thể, từ đầu năm 2020 đến nay, Công an Trà Vinh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thu hồi, xử lý 31 vũ khí quân dụng, 107 công cụ hỗ trợ, 46 vũ khí, 37 súng tự chế các loại. Phối hợp với ngành bưu chính kiểm tra thu gom 39 vũ khí thô sơ được vận chuyển từ ngoài tỉnh về. Theo thống kê của Công an tỉnh, 6 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 12 vụ án cố ý gây thương tích, đã khởi tố 11 vụ, 10 bị can, giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù số vụ được kéo giảm, nhưng đối tượng phạm tội rất manh động, liều lĩnh và có liên quan đến nhiều đối tượng khác trên địa bàn.
bỏ trốn sau khi dùng búa chém người gây thương tích, nhưng bằng các biện pháp công tác. Ngày 23 tháng 1 năm 2020, Công an huyện Tiểu Cần đã bắt giữ Lữ Thanh Phong, 27 tuổi, ngụ ấp Cây Gáo, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần để xử lý theo quy định. Ngày 5 tháng 10 năm 2019, Nguyễn Quốc Đẳng, 21 tuổi, ngụ ấp Len, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, rủ Phong đến nhà ông Phạm Văn Pha, 48 tuổi, ngụ ấp Từ Ô 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần để đòi số tiền mà ông Pha nợ. Sau khi thống nhất, cả hai đến nhà ông Pha. Lúc này, Phong để cây búa ngoài sân, đi theo Đẳng. Khi vào nhà gặp ông Pha, Đẳng đòi số tiền 7 triệu đồng mà ông Pha nợ của cha Đẳng. Ông Pha hứa sẽ trả 500.000 đồng trên một tháng, nhưng Đẳng không đồng ý và có lời đe dọa. Ông Pha liền thách thức thì hai bên xảy ra xô xát. Thấy vậy, Phong nghĩ ông Pha đánh Đẳng nên chạy ra ngoài lấy cây búa vào nhà chém trúng tay phải ông Pha gây thương tích. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Phong về tội cố ý gây thương tích. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Nguyễn Văn Cường, 27 tuổi, thường trú phường 5, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng hung khí gây thương tích nghiêm trọng cho bị hại. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Cường về hành vi can tội giết người. Ngày 11 tháng 6, Cường và Võ Thanh Bình, 22 tuổi, ở ấp Dòng Lớn, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè đi mua rượu ở ấp Dòng Lớn. Tại đây, Cường có xích mích với một nhóm đang nhậu. Tức giận, Cường, Bình đứng chờ đánh nhóm vừa cãi nhau với mình. Lúc này, Võ Tấn Hoàng, 20 tuổi, ở ấp Thông Thảo, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè đi ngang, nhầm tưởng là người đã xích mích nên Cường chặn xe, kéo rách áo của Hoàng. Tức giận, Hoàng về nhà lấy ống tiếp quay lại đánh Cường thì Hoàng bị Cường chém 3 nhát dao trên đỉnh đầu. Sau đó, Cường đưa Hoàng đi cấp cứu và đến công an tự thú. Còn đây là Trần Quang Trung, 24 tuổi, ở khóm 1, phường 7, thành phố Trà Vinh, bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành tạm giam vì hành vi can tội cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra, ngày 19 tháng 3, do có mâu thuẫn với Đỗ Phi Hùng ở thành phố Trà Vinh, Trung về nhà lấy dao rồi đi đến tiệm game của Hùng ở khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành để giải quyết. Khi đến tiệm game thì Trung đi vào, thấy Quỳnh Tấn Tài, 23 tuổi, có hộ khẩu ở ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long, quản lý máy cho Hùng. Trung xông tới chém nhiều nhát dao làm Tài bị thương ở hông và vai. Sau đó, Trung tháo hai hộp chương trình máy game đem về, riêng Tài được đưa đi cấp cứu. Công an huyện Châu Thành đã triệu tập Trung về làm việc và Trung đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Dạ, tại có mâu thuẫn ở ngoài Trà Vinh, tại do quán cà phê của bị can, cái vợ bị can bị bên Nguyễn Phi Hùng đầu mèo đập phá. Trong một phát bị can chạy lên, bị can tính đập phá quán rồi. Rồi vô thấy Tài, bị can mới gây tích lại cho Quỳnh Tấn Tài. Thấy không ạ? Cũng ảnh hưởng một phần gia đình, đây cũng là lao động chính trong gia đình. Là bị hại trong các vụ án cố ý gây thương tích cách đây 3 năm, giờ Thạch Tùng, 40 tuổi, ở ấp Bích Trì, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, trở thành bị can trong một vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 5 tháng 2 năm 2020 ở ấp Bích Trì. Còn Trần Văn Quý, 40 tuổi, cùng ngụ địa phương, hung thủ gây thương tích cho Tùng, phải gánh chịu thương tích 80% do Tùng gây ra. Theo chính quyền địa phương, năm 2017, sau khi đánh Tùng bị thương, Quý đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan công an đã nhiều lần vận động gia đình, đồng thời ra giấy triệu tập để giải quyết, nhưng Quý không trở về. Đêm 5 tháng 2, khi đã say rượu, nghe tin Quý về nhà mẹ ruột ở ấp Bích Trì, xã Hòa Thuận, Tùng đã tìm đến hỏi chuyện. Hai bên lời qua tiếng lại, Tùng dùng ống tiếp sắt đánh liên tiếp làm cho Quý bị thương tích nặng. Nhờ người nhà kịp thời đưa đi cấp cứu nên đã qua khỏi cơn nguy kịch. Riêng Tùng sau khi gây án đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nhận thức về hành vi do mình gây ra, Tùng cho biết. Dạ, sau sự việc này bị can biết bị can sai. Sai vì mình đã chút nóng giận, không kiềm chế được, không đầu óc, không suy nghĩ được. Tại vì nó cũng bị ảnh hưởng thương tật vậy đó, không kiềm chế được. Đầu óc nó không ổn định để xảy ra cái sự việc này. Nếu bị can đầu óc bị can còn tỉnh táo thì bị can không để xảy ra sự việc này đâu. Và ảnh hưởng gia đình lớn cán bộ ơi. Giờ đi con cháu không ai nuôi, vợ thì quán xuyến thì nhà cửa. Giờ vợ ở nhà có một mình nuôi mấy đứa cháu. Bị can cứ hối hận lắm cán bộ. Hối hận chuyện mình đã suy nghĩ không tới á. Mình suy nghĩ không được, nóng nổi như vậy. Nếu mà đầu óc còn ổn
không đánh thì mình không, bị can không để do có chuyện gì đâu. Được biết, Quý là lao động chính trong gia đình, cuộc sống khó khăn, nay khó khăn hơn khi Quý không thể đi đứng bình thường. Kinh tế gia đình đều trông cậy vào việc chài cá hàng ngày của chị Thạch Thị Lê Hằng, vợ của Quý. Chị Hằng cho biết thêm. Có chứ. Bây giờ anh đâu có mần được gì nữa đâu. Không, mình tôi đi chài đi lưới kiếm tiền hàng ngày có mấy chục ngàn lo. Như hôm gài đi chài không có, sáng này đi hái rau ấy, đồ bán có 60 ngàn bạc. Nó cũng lo chảnh hàng ngày. Trên địa bàn huyện Châu Thành 6 tháng đầu năm thì cái loại tội phạm cố ý gây thương tích thì có diễn biến phức tạp. Thì qua quá trình điều tra thì xác định một số nguyên nhân dẫn đến cái loại tội phạm đó trên như sau. Thứ nhất là một số thanh thiếu niên càng quấy, tụ tập ăn nhậu đêm khuya, mâu thuẫn dẫn đến là đánh nhau. Thứ hai là cái sử dụng cái trang mạng xã hội rồi khiêu khích lẫn nhau, rồi hẹn nhau ra để dùng hung khí thanh toán. Cái thứ ba là mâu thuẫn tranh chấp đất trong quần chúng nhân dân kéo dài chưa được giải quyết nên dẫn đến xung đột. Cái thứ tư là uống rượu rồi dẫn đến mâu thuẫn rồi nhất thời rồi dùng hung khí để thanh toán lẫn nhau. Tôi khuyến cáo bà con khi phát hiện cái con em mình là có tàn trữ vũ khí thô sơ thì nên kịp thời giao nộp cho cơ quan công an gần nơi gần nhất để quản lý. Khi có mâu thuẫn thì nên là trình báo với cơ quan có thẩm quyền để kịp thời giải quyết, tránh cái tình trạng là xung đột với nhau. Cái thứ cuối cùng là quản lý chặt con em mình, tránh cái tình trạng để tụ tập đêm khuya nhậu nhẹt dẫn đến mâu thuẫn đánh nhau. Chỉ vì một lúc tức giận, suy nghĩ chưa thấu đáo, sử dụng hung khí gây thương tích lẫn nhau, để rồi người thì thương tật, người phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Mong rằng mọi người hãy bình tĩnh và giải quyết mâu thuẫn bằng lời lẽ thấu tình, đạt lý, không nên có những hành động bạo lực, phòng tránh hậu quả đau lòng. Nã đối tượng Thạch Chí Hòa, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú ấp Thúc Nốt, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, can tội cố ý gây thương tích theo quyết định truy nã số 03 ngày 6 tháng 2 năm 2017 của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trà Cú. Thân nhân đối tượng họ tên cha Thạch Quạnh, họ tên mẹ Thạch Thị Khên. Đặc điểm nhận dạng đối tượng: sẹo thẳng 1 cm, cách 3 cm trên sau cánh mũi trái. Truy nã đối tượng Kim Lọt, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú ấp Đồn Điền A, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, can tội cố ý gây thương tích theo quyết định truy nã số 02 ngày 10 tháng 4 năm 2012 của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trà Cú. Thân nhân đối tượng họ tên cha Kim Khương, họ tên mẹ Kim Thị Saren. Đặc điểm nhận dạng đối tượng: sẹo chấm cách 2 cm trên sau cánh mũi trái. Mọi công dân khi phát hiện hoặc biết thông tin về đối tượng truy nã, báo ngay cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh qua số điện thoại 0693 729 047 hoặc công an địa phương nơi gần nhất. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh cam đoan giữ bí mật cho người báo tin và có những phần thưởng cho những tin báo có giá trị bắt được đối tượng. Người nào bao che, chứa chấp đối tượng truy nã sẽ bị xử lý theo pháp luật. Kính thưa các đồng chí và các bạn, chương trình An ninh Trà Vinh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào kỳ sau, phát vào thứ 6, ngày 7 tháng 8 năm 2020. Thân ái, kính chào.